Alo, chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với Quyền hàng bãi Tháp Máy Bắc Ninh. Hôm nay em tiếp tục lại làm video giới thiệu đến cho các bác nhá. Thì video hôm nay nó có cái gì em sẽ giới thiệu luôn này, cho nó nhanh để cho các bác kịp tiện theo dõi nhá. Em lướt qua một lượt trước. Thì đầu tiên em sẽ lên nguồn cho các bác này. Đó, hôm nay em có cần này loại nguồn. Chỗ này là ốc lục giác này, chỗ này là ke góc này, chỗ này là cao su non này, chỗ này là mấy cái khóa này hôm mọi hôm em cứ trước trước em không view, hôm nay em sẽ view kỹ hơn nhé. Chỗ này là bản lề này, đấy, bản lề nhôm này, chỗ này những cái nối nhanh nối khí này, đấy, nó có hai loại. Chỗ này là mấy cái tinh chỉnh này các bác này, tinh chỉnh nhá, đó, giá rẻ lắm, hôm nay bán em về bán mãi chả được, em bán rẻ bán tháo vốn nhé. Đó, chỗ này thì có mấy cái tay nắm tủ âm này, khóa này, đồ linh tinh này, khóa hơi này, van điều áp này, đấy, van điều áp to bé đều có nhé. Đó. Chỗ này thì nam châm điện này vẫn còn này, nhiều lắm các bác. Cục từ đó. Thì hôm qua video hôm qua em test rồi nha các bác. Các bác có thể xem video hôm qua em test cái cục bé xíu ấy. Đấy, cái cục này nhá. Mà nâng nâng cái miếng sắt kia cả 20 cân lên ngon lành luôn. Chỗ này hôm nay em về được một cái bình Festo này. Mấy con bi tì này, hai con giảm chấn to khủng long bạo chúa này. Đấy, các bác nhìn nhé. Đấy, đây cũng là giảm chấn mà đây cũng là giảm chấn này. Các bác nhìn nó như hai ông cháu nhé. Đấy, và hôm nay em lại lên cho các bác cái này. Hôm nay em giảm giá cái này nhé các bác. Đó, giảm giá để cho các bác mua. Chỗ này thì còn khóa này. Chỗ này là một cơ man nào khóa này. Đó, khóa nhé các bác, khóa toàn khóa inox không? Tất khóa inox nhé, hàng hôm nay mới về. Đấy, hàng hôm nay mới về này. Chỗ này thì là cái gì nhỉ? Bơm mỡ. Đấy. Lúc kiểu nó cứ hơi đơ đơ các bác. Chỗ kia là hai cặp ti thủy lực này, một bộ chân máy này, một bộ bánh xe này, một bộ bánh xe này, một bộ chân máy này, một cái tay màn hình này, một con lọc khủng long bạo chúa này. Chỗ kia là mấy cái chia hơi này. Đó. Chỗ này thì cũng lại hai loại lọc nhé, hai loại lọc nhưng mà ba mức giá. Đấy. Chỗ này thì hôm nay em lên cho các bác cái này nó gọi là cái xay xay đa năng nhé các bác. Đấy, cái này xay được cả hạt xay thái lát nhé, cái này là để xay tỏi xay hành này. Đấy. Thì còn nó có thêm cả cái này nữa để thái lát nhé các bác, rất là hay. Đấy, cái này là cái thái lát này, các bác mà muốn thái miếng thì thái bằng cái này. Còn các bác muốn xay nhuyễn thì xay bằng cái này. Đấy, nó rất là hay nhá, rẻ lắm. Có 70 nghìn thôi, chạy bằng pin nhá các bác. Chân sạc tai si ở nói nhá. Chân sạc tai si là loại đời cao đấy các bác. Đấy, chỗ này lại một ít đèn LED 24V, là LED 220V chống nước của Hàn Quốc nhá các bác. Rất là xịn, nhưng mà em bán giá rất là tốt nhá. Có 150 nghìn một con, sau tí em view cho các bác. Chỗ này, mấy cái chân dập dập này, em cứ gọi là cái chân dập dập nhá. Hàng mới về luôn. Vẫn còn mấy cái lồng nhôm này. Hôm nay em tiếp tục lại lên một video nữa về quạt nhé. Đấy. Đó. Hôm nay em kiếm được một ít đầu này nữa nhé. Kiếm được khoảng độ 3-4 cái nữa thôi. Đấy. Kiếm được 3-4 cái nhé. Lại tiếp tục tặng. Chỗ này. Quạt này. Chỗ này là có mấy cái khay inox này. Còn sót lại 1, 2, 3, 4, 5, 6. Còn 6 cái nữa là hết nhé. Là lô này hết sạch. Chả còn cái gì cả. Đấy. Một con quạt này. Hôm nay khả năng lại test con này cho các bác. Đó, sang bên này thì hôm nay em tiếp tục lên khay cho các bác nhé. Đấy, khay này các bác này. Đấy. Hôm nay em lại tiếp tục lên khay cho các bác. Em có 3 loại khay này. Khay vàng Hàn Quốc này, rất là xịn nha các bác. Khay khay tím Nhật này. Đó. Và khay xanh này của Futu này. Đó, em có 3 loại này nữa thôi nhé. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu cái khay này trước nhé các bác. Đầu tiên là cái khay Futu này. Đó, thì cái kích thước này em ghi ở trên này là ghi sai nhé. Đó, còn kích thước chuẩn của nó đây này các bác này. Kích thước chuẩn là ghi ở đây nhé. Đó, bác nhìn kỹ này. Có chỗ nào nhìn hay là đang bị bóng bóng nắng. Đó, kích thước là 380 x 305 x 152. Đấy là kích thước bao ngoài, kích thước lọt lòng là 330 x 270 x 142 đấy. Đó. Khay này là của công ty Phú An này, Phú An Plastic nhá các bác. Đấy, công ty này ở trong Sài Gòn hay sao ấy, em không
không không không không thấy có địa chỉ ở đây. Đó, trên này thì em ghi có 3370 thôi, nhưng mà thực tế của nó là 380 nhé. Đó, giá em bán 40k một cái này. Thì cái khay này nó có một cái mã của nó là A003 này các bác ơi, ở quay này. Đấy, khay này nó có một cái đặc điểm là chồng lên nhau được như này các bác ạ. Đấy, chồng lên nhau như này. Thì các bác quay ngang một cái để dọc, một cái quay ngang thì nó chồng lên nhau được như này, rất là tiện. Khi các bác không dùng, các bác lại quay dọc nó đi, chồng lên nhau như này. Đấy, nó rất là gọn nha các bác. Cái này thì nhiều bác mua rồi thì thông cảm nhé, cứ xem cho nó vui thôi. Còn thì em thì em muốn view cho những cái bác mà chưa mua lần nào. Đó, cái khay này nó chất liệu bằng cái nhựa, em cái này thì em cũng không rành lắm nó là nhựa gì, nhưng mà nó rất là dai nhé các bác. Đó, dai lắm, nó có cái để cài tài liệu ở đây này. Tên công ty Phú An đặt cho nó là Futu 1. Đó, Futu 1 nhá, nó có một cái cài tài liệu ở đây. Cái này là người ta dùng trong công ty đấy các bác. Kiểu như là người ta đựng cái sản phẩm gì ở đây, người ta ghi vào tờ giấy, người ta cài đây này. Đó, rất là hay. Các bác cũng thể là cũng có thể làm như thế, bởi vì nhà mình nhiều đồ, đặc biệt là các bác làm nhà xưởng, các bác làm sửa chữa máy móc để ở đây, không biết là cái gì để ở trong này, mỗi lần cứ phải bới vạch vạch, các bác ghi tờ giấy cài vào đây. Đó, nhìn thấy luôn, rất là hay. Đó, thì bây giờ em sẽ test độ xịn của nhựa nhá. Thì em đập cái góc này xuống đất này. Góc này nha các bác. Đây bốn góc này, con này là em chưa đập lần nào. Thì em chỉ đập một góc này thôi nhé các bác. Nó rất là dai, rất là dẻo. 1 2 3 4. Nó chỉ chảy chảy như này thôi nhá. Mà cái nhựa nó chảy ra nó vẫn bám ở đây nhé các bác. Đấy, nó chảy ra nó chỉ bám ở đây. Nó không bị bay đi. Bên trong này vẫn nguyên. Không có dấu hiệu gì rạn nứt gì nhé các bác. Đó. Không có biểu hiện gì, cái nhựa rất là tốt nhé. Em thì nhìn ở trên xe, à trên này thì không thấy nó ghi là cái mã nhựa này nó là loại nhựa gì. Em thì không phải chuyên ngành về nhựa. Em mà cứ biết được nữa thì có mà em có mà giỏi quá. Mấy cái thằng buôn đồ như em là nó cái gì cũng biết mà cái gì cũng lơ mơ nhá các bác. Đấy, biết nhưng không bao giờ biết sâu. Cứ lơ mơ mỗi thứ một tí. Đó, giá em bán là 40k một cái nhá, chưa bao gồm phí vận chuyển nhá các bác. Đó, 40k một chiếc. Đó, chưa bao gồm phí ship. Đó. Tiếp tục sang bên này. Đấy là cái khay Futu này. Cái này thì em còn không nhiều đâu nha các bác. Đó, các bác tranh thủ mua đi. Đó. Tại vì cái này lâu lâu em mới lại về được một lô thôi. Một lô được vài trăm cái nhé. Bán hết lại nghỉ thời gian kiểu kiểu thế các bác. Ta lại đợi. Cái loại khay thứ hai mình giới thiệu đến cho các bác là cái loại khay Nhật này. À, em gọi là khay gấp Nhật nhé các bác. Nó kích thước của nó là 55 nhân với 465 nhân 20. Đấy là kích thước bao ngoài. Giá em bán là 160k. Đó, cái này thì nó bằng chất liệu nhựa gì thì em cũng chịu nhé. Đó, nhưng mà đồ của Nhật thì nó rất là xịn. À, nhựa PP này các bác này. Đó, nó có cái chữ nhựa PP đây. Đó. EP49B có cái chữ PP ở bên dưới này. Đó. Đây là chữ Nhật này. Đây, chỗ này chữ Nhật này, đây cái chỗ này thì nó có cái chữ Made in Japan luôn này các bác này. Khay này là của hãng Sanco của Nhật. Đó, thì người ta cũng có những cái này cái khe này nha các bác, nó cũng có cái khe này, có cái túi bóng để cài tài liệu ở đây này các bác này. Đấy, cài các thứ ở đây. Đấy, cái túi bóng ở đây nha, để cài nha các bác. Đây, đấy, cài ở đây này các bác này. Các bác có thể cài vế này và cài vế này đều được. Đó. Khay này độ mới thì cũng còn rất là mới nhé các bác. Đấy. Mới đến 99-98%. Kích thước của nó em ghi đây nhé. Giá tiền em ghi đây. Đấy, bây giờ em sẽ lật xuống cho các bác xem này. Đó. Các bác nhìn thấy nó độ mới của nó. Các bác nhìn thì biết nhé. Cái nào nó cũng thế. Em cho các bác xem cái này. Đấy. Mới thế nhé các bác. Cái nào nó cũng mới thế này. Đây. Đó. Cái nào nó cũng mới đét này, đẹp này nhé các bác. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đấy. Cái nào cũng như cái nào, mới đến 80-90%. Đấy, thì bây giờ em sẽ đứng lên cho các bác nhé. Em nặng khoảng độ 55kg. Đứng lên đây này. Dúng này vô tư đấy các bác. Đấy, em rung rung như này. Nó chả vấn đề gì đâu. Đấy. Nhựa rất là dai. Nhựa rất tốt. Đó. Và khi mà các bác mà mua một trên hai cái thì các bác
dư dùng thì đặt lên đây, gập lại nó gập lại thì nó thành cái nắp nha các bác. Đấy, đậy lại như này nó thành một cái nắp để đậy cho cái thùng ở bên dưới, để cho cái khay bên dưới. Người ta thiết kế này, những cái khớp này chuẩn chỉ luôn nhá, nó vào từng khớp một luôn. Đấy, xô đi xô lại thoải mái luôn nhá, nó không vấn đề gì. Đó, giá em bán là 160k một cái nhá, chưa bao gồm phí vận chuyển. Đó, đây là loại thứ hai. Loại thứ ba là cái khay này là còn rẻ hơn mà lại to hơn nha các bác, to lắm. Con kia là của nó là 50 mấy nhỉ, con kia của nó 55 x 46, con này của nó là 765 x 48 nhé, và nó cũng cao, thế cũng cao 20 cm. Thế nhưng mà cái con này thì nó do nó to cao, đâm ra là cái nhựa mặt này, nhựa này nó cũng làm dày này, thế đâm ra khi gặp lại cái diện tích nó rất là lớn nhé. Và cái này nó rất là nặng, nó nặng hơn 4 cân một cái nhé, cái kia chỉ được có 2 cân, con này 4 cân, nặng gấp đôi luôn, rất là nặng. Cái khay này là của Hàn Quốc nhé, khay này là khay của Hàn Quốc, nó có cái thương hiệu Ura này, đấy, nó có cái chữ viết tắt IR, chữ này là Ura, và Ura đúc nổi ở đây nhé, đó, nó có chữ Ura đúc nổi ở đây, thằng đời rất là cao này, tháng 3 năm 2021 này, đó. Cái khay này của nó cũng, để em cho các bác xem vòng quanh, đấy, nó sang Việt Nam này, không biết là các bác nhìn những cái tem này là nó kiểu như cái khay này nó đựng hàng hóa nhập khẩu về Việt Nam đấy các bác. 15 tháng 5 năm 2024, rất là mới nhé các bác, mới kinh khủng luôn. Đó, nó theo con đường kiểu hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam đấy các bác. Đấy, đó, và cái khay này nó cũng bằng chất liệu nhựa PP nhé các bác. Để em tìm cho các bác xem. Cái này em đã tìm thấy một lần, nó ở chỗ nào xem quên rồi, hình như là ở đây thì phải. Đúng không? Đó, nhựa PP ở trong này nha các bác. Đấy, nhựa PP in mãi trong cái xó này. Đó, kích thước của nó đây nhá, 765 x 482 x 202. Đó, người ta ghi kích thước để ghi mãi vào trong cái khe này, 765 x 482 x 202. Thì em ghi ở đây là 765 x 48 x 20. Đó, em ghi như này là thiếu nhá, chỗ này là thiếu 2 ly này, chỗ này thiếu 2 ly. Đó, cái này thì cái lô này em nhập thì nó, một là nó đẹp, cái thứ hai nữa là tấm gần như tấm nào nó cũng có hai cái miếng bạc lót như này nhá. Đấy, nó có hai miếng bạc lót như này, hai miếng bạc lót như này. Đấy, để cho các bác lót đồ nó rất là tiện nhá, một là nó đỡ, cái khay nó sẽ bền hơn. Đấy, nó khay nó bền hơn. Nếu mà các bác không thích cái lót này nhá, các bác có thể tháo ra ở đây. Đó, nó có những cái con vít nhựa này này, các bác tháo ra, rút ra, cất đi nhá, đừng, theo em đừng vứt. Cái này thì em nghĩ có hai tác dụng. Tác dụng đầu tiên là các bác có thể để lót ở đây. Đấy, lót ở dưới này. Cái tác dụng thứ hai là có thể là để đậy hàng. Đấy, đậy hàng hóa nhá các bác. Đấy. Khi mà hai cái chùm lên nhau như này này, nó rất là kín này. Nó chống bụi bẩn các thứ nhá các bác. Đấy. Một cái thì em kéo là nó đến kéo ngang sang, nó sang đến đây rồi nhá các bác. Đấy, nó sang đến chỗ này rồi, cái bên này kéo sang thì nó sang đến tận đây, nó chùm kín chỗ đoạn này là chồng lên nhau này, rất là kín nhá các bác. Đấy, cái này nó có hai tác dụng là như thế. Theo em nhá, đấy là theo em nghĩ nó có hai tác dụng. Các bác có thể là dùng để lót như này. Đó, lót như này thì nó không kín. Đó, em nghĩ là người ta không phải là làm để lót đâu, người ta làm để đậy ấy. Để đậy lên trên. Đó, đậy lên trên để che sản phẩm vào cho nó, cho nó bảo đảm sản phẩm, rất là hay nhé các bác. Cái khay này em bán là 150k một cái, chưa bao gồm phí ship nhé các bác. Đó, cái này thì nó gập rất là đơn giản này. Đó, gập xuống như này nhé các bác. Đấy, nó có hai cái lẫy này để các bác bóp xuống này. Đó, bên này nữa này, bóp xuống. Đấy, khi các bác bóp đủ hai lẫy là nó tự động, nó hai cái thành này nó tự đổ xuống, nó không bao giờ đổ được ra ngoài nhé. Đây là nó chắn đây rồi, không bao giờ đổ được ra ngoài, chỉ đổ vào trong thôi. Đổ ra ngoài thì nó lại không thành cái khay nữa rồi. Đó, và nó cũng thiết kế y như cái con khay tím gấp Nhật kia, nó cũng chồng lên nhau được như thế này. Chồng lên nhau được như thế này nha các bác. Đó. Nó có cái gờ, cái này thì người ta thiết kế hẳn một cái gờ như này luôn, này, ngồi với nhau này. Đó. Ngồi với nhau bằng cái gờ này luôn nha các bác. Đó, các bác nhìn thấy chưa? Ngồi với nhau bằng cái gờ này. Đó. Thì cái khay này thì nó cứng. Đây em cho. Cái này thì tha hồ nhảy nhá các bác. Độ mới thì còn khá là mới. Cái lô này em nhập em rất là ưng nhá. Đó. Đó.
nhảy thoải mái. Em mấy chục cân, hơn 55 cân em nhảy thì chắc chả thua mẹ. Đó. Các bác thì độ 7, 8, 90 cân thì nhảy thì không biết, nhưng mà em nhảy thì không ăn thua gì đâu. Đó. Giá em bán là 150k một cái thôi nhé các bác. Giá rất là tốt. Đó, 150k một cái. Khay thì còn khá là đẹp nhé. Các bác nên để ý giúp em là cái việc là cái khay nó, cái độ đẹp nhé. Độ mới của em nó vẫn còn. Đồ cũ thì nó, đồ cũ thì người ta đánh giá đắt rẻ là nó ở cái chỗ giá trị còn lại. Đấy, giá trị còn lại, giá trị sản phẩm trừ đi cái thời gian đã dùng và còn giá trị còn lại nhé các bác. Đó, là con này là 150k. Đó. Tiếp tục sang bên này. Tiếp tục sang bên này thì em giới thiệu đến cho các bác cái khay này nhé các bác. Cái khay này thì hôm nay em còn 6 cái thôi nhé các bác. Còn đúng 6 cái nữa là hết này. Chỗ này, khay này là toàn bộ là full inox hết nhé các bác. Toàn bộ là full inox hết. Cái này kích thước của nó là chiều này là 231 phân này. Chiều này là 28cm này. Và chiều cao này của nó là 4cm nhé các bác. Cái chân này của nó này cao 2cm này. Đó. Chân tay em cầm này là cao 2cm này. Đấy. Ở chỗ này thì nó có 4 cái chân này nữa này. Đấy, chân này nó để bắt ốc ngược ấy. Đấy, cái chân chính là 4 cái chân này, 4 cái lỗ này. Đó, chỗ này thì nó có cái quai. Đấy, và đằng sau này thì nó có 2 viên nam châm này. Đó, 2 viên nam châm này các bác không dùng thì các bác có thể tháo ra được nhé. Nó bắt bằng ốc. Đó, con này thì toàn bộ full inox hết. Cái này thì dày 3 ly nhé các bác. Dày 3 ly rất là dày dặn. Em bán giá là 250k một cái này. Em còn 6 cái nữa là hết rồi các bác. Đấy. Cái này rất bác đặc biệt là các bác làm nghề sửa chữa cơ khí, tượng rửa sửa chữa xe máy, rửa sửa các loại động cơ diesel, động cơ thủy lực là rất mua của em khá là nhiều nhé. Để các bác về các bác bảo làm những cái khay này đựng đồ để rửa đồ rất là tiện. Nó vừa nhỏ nhỏ xinh xinh, các bác để nó lưng lưng đây thì nó nặng khoảng độ 5-6 cân đến 7 cân là các bác bê là nó vừa. Đấy, các bác bảo khay to thì bê nó nặng. Đấy, các bác thích cái loại nhỏ nhỏ như này, bê nó vừa. Mà khi đặt xuống đất ấy, là nó có cái chỗ để bê. Đấy, nó còn 2 phân này, thò tay vào bê rất là tiện nha các bác. Đấy, nó vẫn còn 2 phân để các bác thò tay vào bê. Đấy. Đấy. Các bác mua của em rất là nhiều. Đó, mà giải một lượt ra như này, nhìn phát thấy luôn. Mà giá em bán 250k một cái. Em còn đúng 6 cái thôi nhá, hết rồi. Không bao giờ còn nữa. Quay sang đây. Thì hôm nay em tiếp tục lên cho các bác, hôm qua là cái video đầu tiên hôm lên nhá, thì các bác ủng hộ em khá là nhiệt tình. Hôm qua em bán được 5 con. 5 con. Đấy, có 5 cái này tặng là vừa hết. Thì hôm nay đi bãi trời mưa chả kiếm được cái gì. Kiếm được đúng được 3 cái này nhá các bác. Được 3 cái này. Thì hôm nay em cũng lại tặng 3 cái. Đây em cài sẵn ở đây một cái rồi này. Một cái đây. Đó, còn một cái nữa em thôi em không bày ra. Thì em cũng lại tặng mỗi bác một cái này nhá. Đó, lắp vào như thế này này. Về các bác chịu khó nối dây vào đây là chạy thôi. Đó, em đóng hàng cho các bác là nó sẽ, em sẽ nhét vào trong cái điều khiển, em sẽ nhét vào trong như này để bảo vệ cái điều khiển này. Đó, còn bây giờ em sẽ test cái quạt này nhá các bác. Trước khi test thì em giới thiệu đến cho các bác. Cái cánh này nó bằng nhựa nhé các bác. Đấy, cánh bằng nhựa. Bằng cái loại nhựa gì thì em chịu, nhưng mà cái nhựa này rất là tốt, rất là dai. Đó, em chỉ biết nó rất là dai thôi. Rất là dai vì sao em biết? Bởi vì cái này ở bãi người ta phá rất là nhiều, đập đập méo mồm méo miệng nó chả bẹp nhé các bác. Đó. Đó, đập khẽ cái thì nó méo, nhưng mà đập nó bẹp hẳn để cho nó gọn này. Méo mồm méo miệng. Lọt lòng cái chỗ cửa hút gió vào này là nó là 31 phân rưỡi này. Thế còn để em giữ thước nha các bác. Thế còn đường kính cánh của nó là 50 nha các bác. Đường kính cánh nó 50. Em chụp xuyên thế này nó không vừa này. Đó, đường kính cánh này 50 nha các bác. Đây này. Đó, ôi nhìn thấy chưa? 50 nhá. Đó. Cái cửa hút thổi gió ra nhá, thì là nó khoảng độ 8 phân. Đấy. 8 phân nha các bác. Khe này chắc nó khoảng độ 7 phân. Trừ bì đi rồi nó còn độ 7 phân nhá. Hàng em nhập về thì nó có một miếng sắt ở đây nhé các bác. Nó có một miếng đế sắt như này là em nhập
là nó có cái đi miếng đế sắt này luôn này, về để cho các bác làm việc đó. Thông thường nha các bác, mua mà nó có miếng đế sắt này thì giá nó cao hơn. Cái thứ hai nữa, nó lại được cả cái đoạn dây nối này nha các bác, được cả đoạn dây nối này từ đây đến đây. Đấy, nếu mà các bác mua mà cái loại mà không có đế sắt thì nó đã mất cái đế sắt rồi thì nó lại mất luôn cả cái đoạn dây nối này. Cái này sẽ cắm trực tiếp vào đây, nó ngắn cún ngắn cỡn này rất là khổ. Đấy, xem cái đoạn dây này nhá các bác. Đấy, đi mua mà làm được như này cũng tiền trăm nghìn nhá. Nếu mà đi mua, phải đi mua để làm thành như này 100 nghìn chưa chắc đã làm được. Đầu cắm đầu kiếc cái này. Cái này là đời khá là cao nhá các bác. Đấy, tình cờ thì em nhìn thấy cái ngày sản xuất ghi ở đây. Con này là sản xuất mùng 5 tháng 1 năm 2018 này. Đó, 2018 này. Đấy. Bán hàng bãi thì nó hay liên quan đến đời. Con này thì nó có một cái dở cái là không xem được động cơ của nó nhá các bác. Đáng nhẽ phải tháo ra để xem cho các bác cái con động cơ này nó chạy bằng cái gì. Thế nhưng mà để em rút cái này ra xem có được không à, xem cái chỗ này có nhìn thấy cái chữ gì không nhá. Nó có đọc cái chữ này thôi, không nhìn thấy cái chữ gì nữa. Nó hở ra được cái chữ này. Đấy, hở ra được cái chữ này thôi nhá các bác. Đây là đít của cái quạt, đít của cái động cơ. Thế còn chắc là ghi, nó ghi ở chỗ này này. Đó. Sau tí nữa em cho các bác xem cái tem. Xem cái tem nhá, xem cái tem nó có thể hiện cái gì không. Đấy, làm rất là chỉn chu nhá các bác. Những cái rắc nối như thế này này. Thực ra đối với nhiều khi những cái thằng như em ấy đi bãi suốt ngày nhìn thấy thì nó chả có cảm giác gì, nhưng mà một số bác nó không ở những cái vùng nó không có sẵn nó hiếm ấy, thì các thấy rất là quý. Ở đời nó cứ thế các bạn. Cái thằng nó không dùng đến thì nó chả để ý gì đến cả. Đây. Ở đây nó có cái tem này, để em dơ vào đây cho các bác xem, em với các bác cùng xem nhá, xem có phát hiện ra cái gì ở đây không. Nó có một cái tem ở cái chỗ này. Đây này các bác này. Để em zoom lên vậy. Xem nó có ghi thông tin gì không. Đấy, nó chỉ có cái thông tin như này thôi này các bác này. Mùng 1 tháng 3 năm 2018. Nó có mã quét vạch. Thế thôi. Hay là mùng 3 tháng 1 năm 2018 ấy. Đấy. Nó có đọc cái tem đấy thôi. Chắc là thông số của cái con động cơ này nó ghi ở đằng sau hay sao ạ. Đó, hơi lan man thế thôi nha các bác. Cái này thực ra em cũng muốn chia sẻ cái thông tin các bác biết càng kỹ về nó thì càng tốt, cho nó đỡ bỡ ngỡ. Đó, mua cái gì mình càng hiểu rõ về nó càng tốt. Nó mất thời gian một chút nhưng mà không sao. Đấy, thì nó một bộ thì nó bao gồm kèm một cái điều khiển như này nha các bác. Đấy, một bộ điều khiển của nó đây. Thì lưu ý các bác luôn nhá, cái điều khiển này ấy, thì nó ghi là AC một pha AC từ 200 đến 240V 50 hoặc 60Hz này. Con này nó không ghi, cái này là của Sinh Trung nhé. Sinh Trung là của Hàn Quốc này. Nó không ghi con này công suất thì nó được bao nhiêu. Để em tìm xem nó có ghi công suất không. Model này. Nó điều khiển được motor ở chỗ này. Không thấy ghi nó điều khiển công suất bao nhiêu các bạn. Còn những cái chỗ bên ngoài này nó không có một cái thông tin gì nữa. Đó, đây nó có một cái cổng gì để cắm này. Người ta thiết kế chờ sẵn này. Đấy, chỗ này thì cắm cổng mạng LAN, mạng liếc gì để điều khiển qua máy tính này. Đó, và cái nút này gạt lên này là điều khiển qua remote nhé các bác. Nó có remote hay sao ấy. Đó, nó có remote nhưng mà em không thấy bao giờ có nhìn thấy remote của nó bao giờ cả. Đây, cái cổng này là cổng gì nữa này. Đó, rất nhiều cổng nhé các bác. Đấy, cái điều khiển này thì thực ra đối với những cái bác biết hiểu sâu về nó là nó cũng rất giá trị nhá. Đối với em thì nó chỉ là cái điều khiển của cái quạt này thôi. Đấy, với thằng không biết là nó thế đấy các bác. Chỉ là điều khiển cái quạt thôi. Bây giờ em sẽ điều khiển cho nó chạy cho các bác xem nhá. Con này thì nó chạy maximum là được 1.300 vòng một phút. Đấy, tốc độ tối đa nhá. Bây giờ em sẽ test này. Thì em sẽ để chỉnh cái máy như này cho các bác xem nhé. Vừa nhìn được điều khiển, vừa nhìn thấy quạt nhé. Vẫn chưa được nhỉ. Thế này thì vẫn chưa được. Này, đó. Em điều khiển đây nhé. Bây giờ bật công tắc này. Lên này các bác này.
Đó, nhớ là cái nút này gạt về nấc dưới nhé, nút này này. Đó, hiện tại nó đang ở chế độ tắt nhé. Các bác muốn mở này, ấn ấn một lần này, ấn lần thứ hai nữa này, ấn mũi tên chỉ lên này, ấn set này. Đấy là nó bắt đầu chạy theo cái chương trình lúc ban đầu nó tắt nhé. Đấy, cái này em không kê một cái gì nhé. Đấy, các bác thấy chưa? Nó đang lên đó. Để rất là mạnh, gió hít rất mạnh nha các bác. Đấy, các bác thấy chưa? Nó chạy re gió rít thổi ra đây rất mạnh nhỉ. Tốc lên đến tối đa là 1.300 vòng một phút. Đây đang 2.800 đấy, lên 1.300 rồi đấy các bác. Đó, nếu mà các bác muốn giảm vòng số vòng nhá. Ấn vào đây. Ấn vào đây này. Đó, các bác thấy chưa? Em giảm xuống 1.000 cho các bác nhá. Đó, em giảm xuống 1.000 này, nó chỉnh 10 vòng một. Đó, bắt đầu giảm này. Tăng lên thì các bác ấn ngược lại, ấn mũi tên chỉ lên. Đó. Đấy, bây giờ nó giảm về 1.000 rồi nhá các bác. Đấy, nó đứng ở 1.000 luôn. Các bác muốn tắt này. Ấn đây này, ấn hai lần này. Đấy, ấn mũi tên chỉ xuống này. Nó nổi chữ off này là ấn set cái là nó tắt. Đấy, nó tắt rồi đấy các bác. Đấy, rất là đơn giản thế thôi. Đó. Dây của nó thì cách ra được quạt về các bác phải nối thêm nhá. Như này là nó được khoảng độ 1 mét thôi. Đó, về nối thêm cho nó dài ra. Các bác muốn đặt ở chỗ nào đó, đặt cái điều khiển ở chỗ nào đó nhé. Đấy, theo em thì cái này các bác độ được rất nhiều thứ này. Các bác có thể bỏ cái cánh này đi để độ độ cái cánh khác vào làm quạt mát rất là hay. Đấy. Nó độ được nhá, nó sẽ có 5 con ốc ở đây để cho các bác độ này. Đấy. Đó, nó về không rồi nhá, sau đó các bác tắt cái này đi, tắt cái công tắc nguồn này đi. Đó. Đấy, nó tắt hẳn rồi. Đấy, giá em bán là 500k thôi nhá các bác, 500k con này. Cánh nhựa rất là ngon. Thì 500k thì hôm nay, hôm qua thì em báo các bác là 5 bác. Thì đúng vừa tròn 5 bác mua em vừa hết. Em không phải nợ đơn bác nào. Nợ đơn là em bảo em tặng cái này ấy. Em bảo em tặng cái này này. Tại vì cái này mua ở bãi là nó không có đâu. Đa phần nó mất hết rồi. Thế cứ lọ mọ đi tìm chỗ khác thì lúc thì nhặt được 1-2 cái, lúc thì nhặt được vài ba cái nhé. Đó. Thì hôm nay em lại tặng tiếp này. Cũng nào bác là được khoảng độ 3 bác đầu tiên thôi nhá, được tặng cái này thôi. 3 bác đầu tiên. Thế còn những bác sau mà nó hết rồi thì cũng thông cảm nhá, không có lại đợi mai. Thì đợi mai nếu mà cứ chốt đơn để đấy đợi mai ngày kia em đi em lại nhặt được thì em lại lại gửi cho các bác. Cái quạt này hôm qua em về một lô nó khoảng độ 40 cái nhá các bác. Đó, rất là nhiều, các bác tha hồ mua. Đó. Cái cam của em nó mờ mờ hay sao để em lau cái sao. Nó mờ thật, chắc bám hơi nước à. Đó nha các bác, 500k một cái chưa bao gồm phí ship. Quay sang bên này. Quay sang bên này thì hôm nay em giới thiệu đến các bác hôm nay em về được lô đèn led nhé các bác, rất là ngon. Đấy, đèn led chống nước này. Em đo kích thước đã nha các bác. Sau đó em sẽ review cụ thể từng tí một. Nó dài 30,5 cm. Đấy, dài 30,5 cm nhé. Đường kính thì em đo bên trong rồi nha các bác. Cái này nó tròn, nên phải đo đường kính. Đấy, đường kính là 4 phân rưỡi này. À, 4 phân rưỡi. Nếu mà đo chỗ này thì chắc là 5 phân mấy à? 5 phân 3. Đó. À, hình thức của nó như thế này nha các bác. Đằng sau nó có một cái tem này. Uôn clam này. Uôn clam nhé các bác, uôn clam. Ở chỗ này thì có một cái tem đen. Đấy. Đấy, đầu này là nó có cái chụp này là chụp cao su nhá. Chỗ này siết vào để chống nước này các bác này, nó có một cái siết dây điện đây. Đấy, con này chạy điện 220 nhá các bác. Đấy, bây giờ em sẽ tháo ra cho các bác xem nhá. Đấy, tháo ra bên trong ở con này nó em tháo con khác đi, con này nó đang bị lỗi này. Đấy. Đấy. Đây nhá các bác. Tháo ra bên trong thì nó có một cái miếng, có một cái miếng này. Có miếng này nó che đây nha các bác. Đấy.
miếng này nó che ở đây. Các bác có thể là về các bác tự tùy chỉnh nhá. Các bác có thể để miếng này hoặc là không. Đó, thì bên trong của nó đây, nó ghi là chữ Made in Korea này, Anti Auto này. Đó, bên trong của nó đây nhá, nó nền, nhưng mà nó con này thì em thấy không, nó không không thấy ghi là công suất bao nhiêu watt. Đó, có một cái nhược điểm là không thấy ghi công suất bao nhiêu watt nhé các bác. Đó, nó chỉ có thế này thôi, chạy điện 220 V. Đó, đó. Bây giờ em sẽ thắp hai con nhé các bác. Không biết thắp nào được hai con cùng một lúc không nhỉ? À, thắp được. Đó, bây giờ em sẽ thắp hai con cùng một lúc nhé, để các bác so sánh. Một con em bỏ cái này và một con em để nguyên nhé các bác. Đây, một con em để nguyên như à, một con là em tháo cái miếng đậy đậy mờ mờ ra nhé, và một con em để nguyên cho các bác. Đó, em tháo, em test cả hai con cho các bác nhé. Các bác đợi em một chút nhé. Đó, bây giờ em sẽ bật điện này. Em sẽ cầm hai con lên cho các bác xem này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Cái con, bây giờ em úp con này xuống này. Lại ngửa lên này. Đây nha các bác. Đó, con này này. Con này này. Nó sẽ sáng hơn khá là nhiều nha các bác. Đó. Đấy, bỏ cái miếng ấy ra thì nó sáng hơn khá nhiều. Đây nha, các bác nhìn rõ nha, nó sẽ cản đi này. Đấy, các bác chỉ nhìn thấy một vệt sáng, con này các bác nhìn thấy từng bóng 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 luôn nhé các bác. Bây giờ em sẽ cho hai con này, một con đây nhé các bác. Đây là cái con này là con đang chưa tháo này, nó sáng như này. Đây con này là tháo rồi đây. Đấy, cảm nhận là nó sáng hơn nhé các bác, tất nhiên là nó phải sáng hơn, tháo ra rồi thì nó phải sáng hơn nhé các bác. Đó, à, con đèn rất là sáng nha các bác. Em không biết bao nhiêu watt, chỉ biết là nó chạy điện 220 thôi. Tại vì em có tìm ở đây này, tất cả những cái thông tin ghi ở trong cái đèn này luôn là không thấy có. Thế còn tháo hẳn ra ở dưới cái gậm lưng này có ghi hay không thì em chưa nắm được. Đó, giá em bán cho các bác là 150.000 một con này nha các bác. Thế còn cái này nha, về các bác tự tháo nhá. Nếu mà các bác muốn tháo thì về các bác tự tháo. Đấy, em không can thiệp vào cái món này nhé các bác, về các bác tự tháo. Đấy, về cái các bác chỉ rút cái đầu ra, cái rút nó ra cái là được không, rất là đơn giản thôi, không có gì là khó khăn cả. Em thì em cứ để nguyên cho các bác nguyên bản. Đấy, đấy của nó là nó có một cái miếng chắn chắn như thế đậy ở trong đấy. Đó, về các bác tự tháo nhé, giá 150k một con này. Dây của nó thì nó có một đoạn một mẩu dây sẵn rồi, dây cắm điện 220 luôn nhé, dây rất là ngon nhé các bác. 150k một con thôi, em có 2, 4, 6, 7 con. Và cái con này này, cái con này thì em bán 100k thôi nhé. Cái lý do là cái em thấy nó nứt ở đây này đấy, em như nào em bảo thẳng luôn, nhưng mà nó chưa vấn đề gì đâu, vẫn dùng tốt nhé các bác, vẫn sáng bình thường. Em test hết rồi, tất cả đều sáng bình thường, rất là ngon nhé các bác. Đấy, nhưng mà con này nó nứt ở đầu bên này này. Đó, không hiểu lý do gì, chắc cái này thì đây em thấy nó nứt này, không biết là nứt trong hay nứt ngoài, em còn chưa kiểm tra. Lôi cái tờ giấy này ra, không biết là do cái tờ giấy gì, nhưng mà thôi con này em bán 100k. Bao các bác vẫn sáng bình thường, vẫn lên đèn vẫn sáng bình thường, tự test luôn cho các bác luôn. Đấy, test luôn con này luôn nhé các bác. Đó, test luôn. Đấy, vẫn bao sáng nhé, con này vẫn bao sáng, bao xài. Đấy, vẫn sáng lắm, sáng kinh khủng luôn ý. Đấy,
để cách xa đấy mà nó sáng tối đen màn hình luôn nhé các bác, 100k một con này. Còn lại 5 con này là mỗi con 150k nhé, giá rất là tốt nhé. Cái đèn này thì bao các bác chống nước luôn nhé các bác. Đấy, các nhìn thấy chưa, kín mít luôn. Cái này là cái ống nhựa này, ống nhựa hai đầu này là hai cái miếng, hai cái ống cao su bịt vào. Chỗ này thì nó có cái chỗ này để dò nước vào, thì người ta đã có một cái siết đây rồi nhé các bác. Đấy, chống nước luôn, không phải là chống nước, là ý em nói là ném xuống nước đâu nhá. Đấy các bác, cái này cứ phơi ngoài trời mưa là không vấn đề gì. Đấy, cứ để ngang như này mưa là không, nước không vào được đâu nhá các bác. Đấy, nhưng mà không phải là để ngâm nhá các bác, không phải để ngâm. Đó, nước lướt qua thì được nhưng mà ngâm thì chắc là không được đâu. Đó, sang bên này, sang bên này thì hôm nay em có săn được một ít đồ này này các bác này, thì em bày nhá, tại vì hàng này nó không còn bao bì gì nữa, đâm em bày ra đây. Hàng này là hàng tồn kho nhá, người ta đấy. Thì một bộ nó sẽ bao gồm những cái món như sau, nó sẽ có bao nhiêu thứ này, một cái dây sạc này các bác này, một cái dây sạc chân tai xi hiển hoi nhá, đời khá là cao. Đấy, cổng này là cổng USB này, một cái chổi này, một cái dĩa này. Đấy, một cái ẩn này, cái ẩn này là ở đây nhá các bác, cái ẩn này nó ẩn ở đây. Đấy, đấy, cái này là đẩy đồ xuống nhá các bác, đẩy đồ xuống. Đấy, và một cái lưỡi này là lưỡi cái thái lát này, nằm ở đây đó, nó nằm cùng với bộ này luôn đó. Và một con máy như thế này đó, các bác nhìn thấy chưa, cái này ẩn ở đây em bỏ ra cho nó tiện nhá. Đấy, con dao thì sẽ lắp vào đây, các bác lắp thì các bác nhớ để cầm ngược lên như này nhá. Đấy, cầm ngược lên này, úp sau bắt đầu cái chụp này này, nó đúng cái ngóc này. Đấy, là vào được nhé các bác. Đấy, xoáy vào. Ui, tuột mất rồi. Để em lắp lại nhé, chết quên. Lắp nó chưa vào khớp, nó đã... Đó, lắp như này này. Đấy, vào rồi. Đấy, như này nhá, dao nó chạy này các bác này. Đấy, thấy chưa? Đấy, dao nó thái nhá. Đấy, hai lưỡi luôn, lưỡi dao hai tầng. Cái này là để các bác thái hành, thái tỏi này. Đấy. Đấy, thái hành, thái tỏi nhá, các bác đưa vào đây. Nó mà vướng thì lấy cái này ấn nó xuống này. Đấy, đấy là cái loại này. Các bác thay lưỡi đi. Hai cái lưỡi này vào đây nhá các bác. Đấy, lưỡi này vào đây. Cũng chụp phát này này luôn. Ăn luôn này. Đấy, thái nhá các bác. Nắp này mở được cho nó rơi ra này. Đấy. Nếu mà các bác thái ít thì các bác đậy vào. Các bác thái nhiều thì mở cho nó rơi ra, hứng luôn vào cái gì đó này. Đút vào đây. Đấy, đút hoa quả, dưa chuột, dưa chiếc. Nhưng mà em nghĩ là cái lưỡi này thái dưa chuột thì hơi mỏng nhá. Đây em cho các bác xem cái lưỡi này. Ví dụ các bác thái cái miếng dưa chuột thì khả năng nó hơi mỏng. Đó, miếng dưa chuột thì nó hơi mỏng ấy. Đấy, nhìn các bác này. Đó. Đấy, như này là combo đủ bộ nha các bác, không thiếu cái gì cả. Nó thiếu một cái vỏ hộp bên ngoài thôi. Đó, giá em bán bộ này rất là tốt nhá. Đó, nhiều lúc cứ đi săn những cái đồ linh tinh này không... bán cho nó vui 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 các bạn. Đó, cái này hiện tại nhá, ở trên Shopee người ta đang bán độc cái này không này. Mí như này là 120.000 này, nhưng mà là hàng của người ta là hàng mới. Đó, thì của em thì nó cũng là hàng mới nhưng mà nó không có vỏ, của người ta chắc có vỏ. Đó, và có một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng này đi kèm nha các bác. Đó, nó không có vỏ nhưng nó vẫn còn cái tờ giấy này. Đó, cái giấy này thì không biết nó có đủ không. Em mua được một lô được mấy chục cái nhá, thì em bán với giá là 70.000 đồng một cái như này nhá. Đấy, 70.000 đồng một combo ở trong cái rổ này, thì bao gồm mấy món này. Dụ một cái này nhá, là một món đi. Này là một cái thân máy này, và một con thân máy và một cái bầu xay tỏi hành, xay hành này. Đấy, và một cái bầu thái lát này, bao gồm cả lưỡi dao này, là hai này. Hai là ba món rồi này, 4 này, 5 này, 6 món này. Đấy, 6 món nha các bác, 7 món cả tờ giấy này nữa nha các bác.
7 món đó, một bộ như này em bán 70k đây nha các bác. Em bày ra đây 3 bộ này để nhìn cho nó vui vui mắt nhé các bác. Con nào này về các bác phải sạc pin nhé. Đấy, con này thì thấy mạnh mạnh hơn này. Đó. Con này xem này. Đó, con này. Pin thì không biết là thay pin thì thay ở đâu em còn chưa biết đâu. Không biết là thay ở chỗ nào. Chắc phải vặn cái nắp này ra này. Em nghĩ vặn cái nắp này ra thay pin cái cục cái quả pin của nó ở trong này. Con này em nghĩ là nó chạy một con động cơ nó khoảng độ 3V này. Thì nó sẽ lắp cái quả pin 3V 2 vào đây nhá. Đó, em đoán thế nhá. Một quả pin 18650 ấy. À, một quả pin 18650 thông thường nó 3V 7 hoặc 3V 2 đấy các bác, thì nó sẽ chạy một con động cơ khoảng độ 3V này nhá các bác. Đấy, đỡ lan man ở chỗ này nhá. Con này em bán là 70k một con. Đó. Quay sang bên này thì em lên cho các bác một ít lọc nhá các bác. Hôm nay em lại tiếp tục về lọc này. Lên cho các bác nhá. Thì giá em bán như sau này. Em bỏ cái này ra này nhá các bác. Giá em bán như sau. Các bác mua theo combo kiểu này này. Đấy, thì bao gồm là một cái lọc nguyên, bên trong của nó vẫn còn nguyên lọc, và em tặng các bác hai cái đầu nối này. Cái này thì là em tặng nhá, tặng kèm theo luôn. Đấy, tặng hai cái đầu nối này nhá, mỗi bên một đầu. Đó, từ gen từ gen mịn ra gen thường để cho các bác lắp dễ lắp nhá. Mới đầu một cái. Đấy, mới đầu một cái nhá. Cái này là gen ra 34 luôn. Bác nào muốn lấy gen 27 thì bảo em đổi cho 27 nhá. 27 em cũng có nhưng mà có ít thôi, 27 thì có ít thôi. Đó, có gen có cái gen đầu này ra 27 nhá. Bác nào thích lấy 27 bảo em. Đó. Em sẽ đổi cho 27. Đó. 1.050k em tặng các bác một cái lọc này nữa. Đó, tặng các bác một cái lọc này. Đó. Nếu mà mua thêm thì em tính 50k một cái. Đó. Em tặng các bác trong này nó có một cái rồi nhá, tặng các bác một cái nữa là 1.050k. Mua thêm một cái nữa là 1.1 này. Đấy. Bây giờ em tháo ra cho các bác xem nhá. Đó. Đấy. Cái lọc của nó nguyên bản đây. Em sẽ tháo cái lọc này ra nhá các bác. Đây. Cái lọc của nó đấy nguyên ở trong máy đây. Đấy. Các bác nhìn nó giống nhau không? Y đúc luôn nhá. Đấy. Y đúc luôn. Mà không biết cái này lọc cái gì mà sao nó vẫn còn mới thế. Mới đét đèn đẹp này. Em ngửi thì không thấy có mùi gì. Chắc người ta lọc nước không? Tất nhiên là cái này để lọc nước được. Cái này để lọc khí cũng được nha các bác. Các bác có thể mua cái lọc này làm lọc khí. Theo em, làm lọc khí quá ngon luôn. Đó, các bác có thể là các bác cứ thấy máy móc một chút. Nhưng mà theo em cái này, các bác làm lọc khí quá chuẩn luôn. Nó vừa là loại lưu lượng lớn mà lọc rất là thoáng nhé. Mà cái lọc này thì khỏi bàn. Lọc nước còn được mà các bác. Lọc nước cho máy móc công nghiệp còn được. Để em lắp nó lại nhé các bác. Trời, cái này nó có bên trong nó có lò xo nó đẩy các bác. Thế nên em phải tì vào bụng nhé các bác. Em phải tì vào bụng để em lắp lại. Đó. Nhắc lại các bác nhé. Đó, em lắp lại rồi. 1.050k. Thì em tặng các bác hai cái này. Đó. Và một cái này. Đấy. Các bác mua thêm này. 50k một cái này. Đó. Mà các bác mà lấy cái lọc bên này. Lấy cái lọc bên này nhé. Thì em bán 1.200.000. 1.200.000 là có cả khóa nhé các bác. Đó. Cái khóa này có 150.000 thôi. Đó. Mua như thế này nè. Vẫn một đầu cũng có cái gen này. Đó. Vẫn một đầu cũng có một cái gen thường như này, gen chuyển từ gen ấy sang gen thường và một cái khóa này. Có nghĩa là cái khóa này bình thường em đang bán 200 này. Hôm nay các bác mua kèm theo lọc thì em tính 150.000. Đó. Và cũng được tặng một cái này. Đấy, cũng được tặng một cái lọc này. Đó, để về các bác thay các bác xài được luôn. Đó, và mua thêm thì cũng là 50k một cái này. Đó,
Và cái lọc này 300k một cái nhá. Đó. Cái lọc này bằng nhựa. Cái lõi lọc này mới lại cái lõi lọc này là lắp vừa nhau luôn nha các bác. Đó. Cái này cũng lắp vừa luôn loại lõi này. Và cái này, cái to đùng 2.3 triệu này cũng lắp vừa luôn nha các bác. Cũng lắp vừa cái này luôn. Đấy. Thì nó chỉ có khác cái là cái loại này này. Cái loại này nó là dạng lọc béo nhá. Nó to hơn thì em gọi là lọc béo. Đấy. Thế còn cái cổ của nó vẫn như nhau này. Đấy. Cổ của nó vẫn như nhau luôn nhé các bác. Cái cổ này vẫn như nhau luôn. Đấy, hôm nay bác nào mua cái con này thì em bán cho các bác là giá 2.3 triệu này. Tặng kèm một cái lọc này. Không có khóa nhé. Có khóa là thêm 150.000 nữa nhé các bác. Em cũng tặng một đầu như thế này. Đó, tặng một đầu như này nha các bác. Đấy, nếu mà bác nào không lấy khóa thì em tặng luôn hai đầu như kia luôn. Đấy, không lấy khóa tặng luôn hai đầu như kia luôn. Cái này thôi không tháo nhá các bác, tháo cái này, nó cái lô ốc này tháo ra rất là lâu. Và tặng các bác một cái lọc này, trong này nó có một cái lọc y xì như này luôn. Đó, y xì như cái lọc béo này luôn. Và các bác về sau các bác thay cái lọc gầy này vào. Đó. Đấy, 2.3 triệu em tặng các bác một cái lọc béo này. Đó, và mua thêm lọc gầy này về lắp thêm được 50k một cái nhé các bác. Đó. Đó là xong cái lô lọc này. Hết chỗ đâu lô lọc rồi nhá. Bây giờ quay sang đây để đến khóa này. Khóa hôm nay em về được một lô khóa nhé các bác. Thì em sẽ giới thiệu từng tí một ở từ chỗ này. Bắt đầu em giới thiệu từ cái góc này trước nhé. Thì em có còn ba con này. Cái này nó là van một chiều của Hàn Quốc nhé, bằng đồng nhé. Đó, bác lắc. Đấy, cái van một chiều nó nảy thanh tách đấy. Cái gen chỗ này là gen 21 nhé. Gen đầu này là gen 21 này. Nó có một cái cút cong bằng inox 316 ở đây nhé. Em để nguyên đây cho các bác này. À, cái cút cong này là bằng inox 316 luôn nhé các bác. Đó, giá con này em bán 200k. Em có 3 con. Đó, van một chiều. Đó. Van một chiều bằng đồng nhé các bác. Tiếp tục sang bên này. Giới thiệu đến cái góc này trước này. Một con khóa inox 304 này các bác này. Đó. Khóa 304 nhé. 1000 VKB. Gen này là gen 34. Giá 150k. Một con. Cái này em có, bản này em có một con duy nhất thôi. Đó. À, có con này nữa này. Con này cũng 150k nha các bác. Đó. Em cũng bán con này 150k luôn. Cũng bằng inox 304. Cũng gen 34. Nhưng mà con này thì nó xinh một cái là Nó không xịn bằng con này. Đúng ra là không xịn bằng. Chính ra cái con này hôm nọ em bán 120k này. Đó. Không xịn bằng. Nhưng mà hôm nay bán 150k là nó thêm một cái cút nối bằng inox 316 ở đây. Chuyển đổi từ gen 34 ra gen 21. Đó. Em mua được nó có như này, em để nguyên như này nhé. Chuyển từ gen 34 sang 21. Đó, con này cũng 150k này. Đó, rất là đẹp nhé các bác. 150k con này. Inox 304. 1000 VKOG. Đó. Đấy là con thứ hai. Con thứ ba này là cũng 150k này. Cũng gen 34 nhé các bác. Nên loại này là bắt đầu là loại chuyển sang loại lưu lượng lớn. Loại này lỗ rất là to. Đó, 150k cũng 1000 VKOG này các bác này. Inox 304. Con này cũng 150k gen 34. Cái này thì em có hai con này. Đó. Có hai con nhá. Một con này mất tay. Mất cái này. Con thứ ba này. Con thứ ba 180k nha các bác, cũng là gen 34 thôi. Đấy, cũng là gen 34 thôi nhá các bác. Cũng 1000 VKOG thôi, nhưng mà các bác nhìn này. Một con 150k đây nhé các bác nhìn nhé. Cũng gen 34 này. Mà nhìn thế này, nhìn thấy nó khác nhau không? Đấy, con này nó nặng gần gấp đôi nhé các bác. Đấy. Một con này em bán 180k. Đó, cũng là gen 34. Đó. Tiếp theo đến cái loại này. Loại này 100k một con này. Loại này nó là hàng đúc nhé các bác. Hai stand này. Hai stand này nhé các bác nhé. Inox 304 này. Đó. Inox 304 nhá. Cái này nó đến có cái chữ 2 stand ở đây. Cái này thì các bác mua nhà em nhiều các bác biết rồi. Đó, cái này là gen 27 nhá các bác. Đấy, con này là gen 27, gen phổ thông 27, hai đầu gen 27 nhá. 100k một con thôi. Đó. Cái này em có được chục con, 100k một con nhá. Đấy, nó có 1-2 con thì em sẽ bảo bác nào không nhanh thì hết, nhưng mà có chục con thì chắc là chia đủ chia nhá các bác. Tiếp theo loại này. con này cũng gen 27 này. Đó.
Con này gen 27 nha các bác. Bằng inox 316 này. Giá em bán là 150k. Và cái này em có một con duy nhất thôi. 150k nha các bác. Đó. Tiếp đến là em có ba con này. Đó, ba con này nha các bác, nó xem nhau này. Đều đồng giá 100k này. Ba con này là gen 21 nhá các bác. Ba con này là gen 21 này. Em bán đồng giá 100k, hai con này giống nhau này. Con này nó bé hơn một tí này. Đó. Con này nó bé hơn một tí, em bán đồng giá 100k. Con này thì Hàn Quốc xịn. Hai con này thì không biết. Nó có chữ ở đây. Chắc là cũng Hàn Quốc. Đó. Nó có cái chữ FS ở đây. Đó, 100k một con nhá, em có 3 con. Các bác lấy con nào thì chụp ảnh con đấy này, con này này là một này. Đó. Con này là một này. 100k. Con này là hai cũng 100k này. Đó, hai con này 100k nhá. Đó. Và tiếp theo em có 3 con này. Cũng 100k một con này. Đó, ba con này một trong cũng 100k gen 21 nha các bác. Đấy, gen 21 thì nó có cái đầu này em để đây cho các bác nhé, các bác phải dùng được thì dùng. Đó, con này là bằng 304 này. Gen 21 em cũng bán 100k. Đấy, em cứ bán thế nha các bác. Còn hai con này là bằng inox 36 này. Đó, hai con này là bằng inox 36 nhé các bác. Đó, inox 36 này. Có nhìn thấy chưa? Đó. 100k một con. Đó. Thôi con này bán 50k đi. 50k con này nhá. Đó, gen 21, con này cũng gen 21 đây, các bác nhìn này. Đó, trông bé xíu thôi nhưng bằng nhau nhá. Con này 50k đi, đỡ anh chị. Còn con này, hai con này nó là inox 316 thì phải bán 100k. Đó. Thế là hết lô khóa to nhá. Tiếp tục quay sang khóa bé, à khóa to tiếp này. 250k con này nhá các bác. Con này là gen, này là gen 48. Gen ở đây 48 nhá các bác. Xem có con nào nó lỏng lỏng em xoáy ra cho các bác xem. Ui toàn con chặt không. Không có con nào xoáy được. Cái này em có khoảng độ hơn chục con nữa nhá các bác. Con này là gen 48. Đây con này thì nó dài đây các bác này, nó dài khoảng độ 21 phân, hơn 21 phân một tí. Thế còn cái con gen 42 này nó dài khoảng độ 19 phân rưỡi. Đấy, con này là gen 48 nhé các bác. Đây em kẹp cho các bác này. À, đúng rồi, gen 48 này. Đó, con này là gen 42 này. Đó, 419 là 42 nhé các bác. Giá con này là 250k, gen 48. Thế còn gen 42 này em bán là 200k nhé các bác. Quên không dám giá rồi. 200k một con nhé các bác. Đó, 200k một con. À, quay sang bên này. Quay sang bên này thì cái trụ này này các bác này. Nên em lên cho các bác cái trụ này nhé các bác. Cái trụ này là cái ti này là ti 20 nhá. Ti này là ti 20 này. Trục này là trục 12 bước bước 5 nhá các bác, 12 bước 5. Đó. Hành trình của nó đây em đo cho các bác này. Đó, con này hành trình nó được bao nhiêu em đo luôn nhé. Con này hành trình được 12 cm nhé. Mọi ngày em để giá 400k này. Hôm nay em giảm giá xuống còn 300k đi. Đối với bác nào lấy cả hai cái nhé, 300k một con. Đó, 300k một con giảm luôn nhé. Đó, chiều này là 14 này. Chiều này tổng thành là 22 này. Đó, hành trình con này là được 12 cm nhé. Ti này là ti 20, 300k một con nhé. Bác nào lấy cả. Đó. Tiếp theo sang bên này. Bên này em có một cái con bình phét xô này bán cho các bác giá 200. Ngày xưa em đang bán con này 250, bây giờ có một cái thôi bán rẻ rẻ tí cũng được nhé. Bình phét xô con này dung tích là 0,75 này. Đó, dung tích là 0,75 nhé. Con này áp nó chịu được 1.6 MPa rất là kinh nhé. Dày 2 ly à. Đấy, cái này sang bên này ghi là gì đây? Đó, 2.4 MPa này.
Bình này nó đến từ Anh Linh nhỉ? Anh Linh này là của anh nhỉ? Anh Linh Gen này. Đó. Ống này chắc ống 6 thôi các bác. Đấy, ống này chắc ống 6 rồi nhá. Ống 6 hoặc là ống 8 mà. Cái này chắc ống 8 này. Đó, em có một con duy nhất này, giá 200k. Đó, bình phét xô này, dung tích 0,75. Đó, em có một con thôi nhá các bác. Tiếp tục sang bên này. Em có hai con giảm chấn này. Đấy, con này nặng hơn 2 kg nhá các bác. Nó có thể điều chỉnh được ngay nha các bác. Nó có hai con ốc này để hãm này. Hạ, xoay đi xoay lại được nhé. Đấy, xoay tiến lên rồi lùi lại này. Đấy, cái này là do về các bác tự chỉnh. Đó. Chỉnh đến cái vị trí mong muốn là các bác dùng hai con này siết lại nhé. Dùng hai con. Con này nó đến từ cái thương hiệu Koba nhé các bác. Koba này là của Nhật nhé các bác. Đây. Đó, nó có cái chữ Koba ở đây này. Đó. Mã của nó đây. Đó, mã của nó đây nhé. Cái này thì em không dành lắm. Đấy, đằng sau nó đây. Bây giờ em sẽ đo kích thước cho các bác nhé. Con này nó nặng hơn 2 cân. Nó rất là nặng. Cái này nó rất là dày này các bác. Cái chỗ này nó dày dã man đi. Dày 2/2. Con này thì đường kính của nó này. Đường kính khá là to nhé. 3/6. Đấy, em kẹp chỗ này là 3/6 nhé. Rất là to. Dày, chỗ này dày 2/2. Không biết nó cần dần gì. Người ta cần cái sự ổn định hay sao mà người ta làm nó chắc hết. Nó dài tổng cộng này các bác này là khoảng độ 17 phân nhé. Con giảm chấn này nó dài khoảng độ 17 phân. Đây, kịch đây. Đấy. Hành trình thì nó hiện tại nó đang để có 1/2 thôi. Đó, nó đang để hành trình có 1/2 thôi. Đấy. Đầu cao su đây vẫn còn này. Đó. Giá con này em bán là 200k một con nhé. Em có hai con. Đó, kích thước nó dài thế nhé. Còn bề ngang con này nó khoảng độ 7 phân. Chiều cao này cũng 7 phân nhé các bác. Đó. 200k một con, em có hai con. Con này em bán 100k này. Con BT này nhé các bác, 100k một con. Đấy, em có hai con này. Bây giờ em cho các bác xem nhé. Hôm nay em về được hai con. Này là của IKD của Nhật Bản nhé. Đấy, Mix in Japan này. Đấy, IKD Japan nhé các bác. Đấy, rất là ngon. Vì này nhé, em kẹp kích thước cho các bác nhé. Đầu tiên này em kẹp đường kính này. Đường kính con viên BT này là 5,2 cm nhé. Em kẹp lại một lần nữa cho chính xác này. Đó, 5,2 nhé các bác, 5,2 cm này. Độ dày của nó này là 2,5 cm độ dày của BT. Đó, nó quay thì nó chỉ quay vòng ngoài thôi nhé các bác. Đó. Bề ngang của cái bản giá đỡ này là 5/6 này, độ dày của nó này. Bề rộng đó 3/6 này và độ dày nó rất là dày nhé các bác, dày kinh khủng này. Chỗ này là nó dày 1/6. Còn chiều này chỗ này chắc dày 2 phân luôn. Đấy, chỗ này dày 2 phân luôn, rất là ghê. Con ốc này con nó đang siết bằng một con bu lông 30 nhé các bác. Đường kính là gen này là gen 19 này. Đó. Gen 20 nhé các bác. Giá em bán là 100k một con. Tiếp tục nhé các bác. BT này, đến giảm chấn này, con này 60k thôi nhé các bác. 60k con này, các bác nhìn hai con này, nó như hai ông cháu. Con này cũng 60k. Con này của Koba này, có chỉnh lực này các bác. Đó, em đo con này nhé. Em đo con này nhé, con này xoáy được ra, nó xoáy được ra như thế này này. Các bác này. Đó, nó có cái ốp bảo vệ ở đây. Đấy. Con này thì nó dài khoảng độ 10/5. Đó, con này thì nó gen là gen 20 này các bác này. Đấy, gen 20, em kẹp này là 20 nhá. Còn con bô lông này thì là 27. Đó, 27 chuẩn này. Đó. Giá là 60k một con. Tiếp theo con BT này nữa nhá các bác. Cái này thì em cũng chưa phát hiện ra nó bằng nhựa hay bằng sứ. Khả năng cao là bằng nhựa nha các bác. Sứt sứt chỗ này thì nó vẫn còn dính dính ở đây này. Sứ thì nó giòn. Còn cái này là nhựa. Đó, 50k một viên này nha các bác. Con này thì cái đường kính của nó đây. Đường kính của nó là 3/7 nha các bác. 3/7 này. Đó, độ dày này. Độ dày là 2 phân.
Đó, cái bản này. Bản này cái bát bắt này của nó là 6 phân rưỡi này. Chiều cao của nó là 3 phân này và độ dày của nó này là 1 phân 6 này. Đó. Lỗ đây nhá các bác. Lỗ bắt ốc đây. Lỗ này chắc là bu lông 6 ấy. Đấy, bu lông 6 là vừa nhá các bác. Giá con này em bán 50k, em có 6 con này. Đó. Và em có một cái này nhá, một cái này thì chả biết để làm gì này. Em không hiểu sao người ta thiết kế này. Chỗ này là cái này là bằng nhựa nhá các bác, cái này bằng nhựa, cái này bằng nhựa, cái này bằng sắt, sắt 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 hết nhá. Còn hai cái miếng này là bằng inox. Hai cái miếng này là bằng inox nhá. Nó cái này chỉnh được như này, em chả biết là người ta để làm gì, người ta lại làm thế này. Cái này chỉnh được nhé, xoay lên xoay xuống. Đó, xoay lên xoay xuống rất là nhẹ nhàng, rút ra được nhé các bác. Đó, rút ra được, thò ra thụt vào. Đấy, em siết lại nhé, chặt lại nhé. Cái này cũng thế này. Đó, không biết là để chống cái gì. Cái này thì nó lại chỉnh kiểu này. Đó, rất là hay. Bác nào vào việc thì mua nhé. Đó, cái này em bán 150k thôi. Cái này là bằng inox, cái này là bằng inox, còn lại là toàn bộ bằng sắt hết nhé các bác. Bây giờ em đo từng cái một này. Cái này là gần 9 phân này. Gần 9 phân, nó dài 17 phân nhé các bác. Đấy, là một cái tay của nó này. Tay của nó ra đến đây là 11 phân này. Còn cái cột này thì nó cao 18 phân này. Đó, cột này thì nó cao 16 phân này. Đó, cái bản này thì là 5 phân rưỡi này. Tổng chiều dài của cái này nó là 11 phân này. Đó, đo hết rồi nhé các bác. Cái này thì là phi 12. Này, toàn bộ cái này là phi 12 hết. Phi 12. Đó, 150k một cái này. Cái này em chả biết gọi là cái gì. Gọi là cái giá bắt gì nhé các bác. Đó. Loại ngoẹo các kiểu luôn. Đó, 150k một cái này. Đó. Nam châm này. Hôm qua bay được hai cái cục dài của Mitsubishi nhé. Còn hai cục này vẫn còn này. 750k một cục nhé. Kích thước như thế này. Thì cái này các bác mà muốn xem lại cái video em test cái độ hút của nó nhé. Thì các bác xem lại video ngày hôm qua. Nó ở phút thứ bao nhiêu thì em không nhớ này. Con này 150k nhé. Con này 750k, con này 800k, hàng của Mit này. Hút hai mặt luôn nhé. Con này thì hút hai mặt. Đó. Con này 400k này. Con này 400k, toàn bộ hàng này của Nhật hết nhé các bác. Con này 400k. Con này 350k. Đó, kích thước em có ghi ở đây rồi, con này là của Mit. Con này 200k cũng của Mit. Kích thước em có ghi ở đây rồi. Con này 270k cũng của Mit. Con nào của Mit thì em bảo của Mit nhé. Đây. Đó, Mit luôn nhé các bác. Đó, và cái con này 300k này. Đó. Kích thước em có ghi ở đây rồi. Đó. Hàng này là toàn hàng của Nhật hết nhé. Nhưng mà cái con này nó không phải của Mit thì nó lại của cái hãng khác. Made in Japan ghi ở tờ giấy là con này của Iakawa này. Đó. Đó là toàn bộ những cái con em có nhé các bác. Đó. Đâu còn con này nữa này. Con này 320k này. Đó, bản này bản 10 phân rất là to. Con này thì không biết được của hãng nào. Đó, 320k con này. Đó, cái này nó gọi là bàn từ nhé các bác. Em gọi là nam châm điện. Quay sang bên này thì em giới thiệu đến cho các bác ít đồ ở chỗ này nhé các bác. Chỗ này thì em sẽ lướt nhanh một chút. Em chỉnh cái quạt một chút, nó thổi vào gió nó hơi to. Đó. Cái này em bán 350k một con này. Nó có đồng hồ đo áp suất ở đây luôn nhé các bác. Một MBA của SMC. Gen này là gen 34. Con này là của SMC nhé các bác, rất là đẹp. Đó. SMC đây. Đó, con này rất là to các bác, em cầm này. Nó to hơn nắm đấm của em nhé. Đó, nó cao này các bác này, nó cao khoảng độ 16 phân.
16 đến 16 phần rưỡi. Hàng của SMC luôn. 350k một con này. Đây. Gen này là gen 34. Đó, cái này em có khoảng độ 6 7 con. Cái này 70k một con này. Cũng van điều áp nhé, nhưng mà bé xíu. 70k thôi. Con này thì của Nhật xịn luôn. Họ sản xuất tại Nhật luôn. Ống này ra là ống 6 này các bác này. Cũng có đồng hồ luôn nhé các bác. Cái khóa này gần hết rồi. Cái này thì vẫn còn khá là nhiều. Cái này 100k 3 cái này. Như tay em cầm như này là 100k 3 cái nhé. Đó, cái đầu này là gen 10 này. Bên trong này của nó là gen 5. Ống này là ống 6. Đó, khóa hơi nhé các bác. 100k cho 3 cái. Cái này cũng 100k cho 3 cái này. Cũng đa phần là ống 6 thôi nhé các bác. Cái này thì nó ra tận 3 đầu nhưng mà đa phần em chỉ có 2 thôi. Đó, còn một đầu đang bỏ không. Đó. 100k 3 cái. Tiếp tục vào trong này. Cái này 70k một cân này. Đó, 70k một cân. Không biết là các bác có vào việc gì không? Hành trình như thế này được 1 cm. Nó trượt bằng một cái trượt này nhé các bác. Đó. Cái trượt này rất là xịn. Đó. 70k một cân. Cái này là 100k 4 cái này. Cũng hành trình được 1,1 cm. Cái này nó là xi lanh chạy khí nén luôn nhé các bác. Đó, con này nó chạy xi lanh khí nén nhé. Đó. Dưới này nó có cặp dây này. Dây này là dây 7 nhé. Đó. Dây 7. 100k 4 cái. Cái này 50k 1 cái này. Đó, cái này là của thương hiệu Biung của Hàn Quốc này. Tay nắm tủ âm nhé các bác. Nó mở ra được như này. Đó, mở ra được như này. Đấy, cho tầm 4 ngón tay vào vừa luôn. 100k cho 4 cái này. Cái này kích thước của nó là quên 100k 1 cái. Cái này là 50k 1 cái nhé. Kích thước là chiều này là 7 phân này. Chiều này 11 phân em có ghi ở đây rồi. Đó, 50k 1 cái nhé. Hàng mạ chrome rất là đẹp. Quay vào trong này. Tinh chỉnh này em bán là 200k một cái nhé các bác. 200k một bộ như này, size 6 phân nhé. Đó, này không dán giá nữa, rất là đẹp nha các bác. 200k. Chỉnh XY luôn, đầy đủ khóa chốt này. Không thiếu một cái gì nữa nha các bác. Đó, hàng rất là đẹp. Nhưng mà không hiểu sao đợt này nó ế sao nào em bán mãi chả được. Mà cái giá này là rất là rẻ rồi nhé. 200k một cái tinh chỉnh đôi như này là rất là rẻ. Tháo rời ra thì em bán 100k một cái nhé các bác. Các bác nào mua XYZ thì đây. Lấy này nhá. 300k thì các bác được lời khá là nhiều. Được lời một cái vai nhôm như thế này. Đó. Và một cái miếng nhôm đây nữa. Đó. Này lời khá nhiều nhá. Được mấy miếng nhôm liền. Đó. 300k con này. Đấy, bán tháo vốn nha các bác. Con này em mua vào là đúng 300k. Con này bán tháo vốn. Cái này thì còn được lời một ít này. Bán 200k là em lời được 20 rồi. Đó. Con này cũng tháo vốn này. 300k con này tháo vốn này. Bán mãi chả được nha các bác. Đó. Cái này 35k một cặp như này nha các bác. Đó, 35k một cặp như tay em cầm này là một cặp này là 35k. Kích thước là 6 x 6,5 nha các bác. Đó, 6 x mạ chrome sáng bóng này. Của Biung nha các bác, nhôm là 6070. Đó. Nhôm này là ghi là 6070 rồi. Đó, bác nào mua từ 10 cặp trở lên thì em lấy 30k nhé, từ 10 cặp trở lên. Đó, 10 cặp. Như này là một cặp này, cứ 10 cặp trở lên thì em lấy 30k. Thì nó có cái loại ấy nhưng mà em hết mất rồi nha các bác. Nó có một ít cái đằng là bóng mờ như này này nhưng mà hết mất rồi. Đó, đằng bóng mờ này là hết rồi nha các bác. Còn có mấy cặp. Đó. 30k với điều kiện bác nào mua từ 10 cặp trở lên. Em lấy 30k một cặp. Kè góc này các bác này. Kè góc này em bán 100k một cân. Một cân được 40 cái nhé các bác. 38 cho đến 40 cái. Đó. Kích thước của nó là chiều này là 3 phân rưỡi nhé. Em cứ đọc dư dư một tí.
Chiều này là 4 phân. Đó. 100k một cân. Cái này 80k một cân này, 3 cân bao ship nha các bác. 80k một cân, ốc inox 304 nha các bác. 90 đến 95% là inox 304. Đó. Tiếp theo quay sang bên này thì em giới thiệu đến cho các bác một ít nguồn nha các bác. Ít nguồn. Đó. Này cập nhật tiếp ít nguồn nhá. Con này 60k này. Đó, con này thì là nó là đầu vào thì là 220 rồi. Từ 100 đến 220. Đầu ra con này là của Physotronic này, đầu ra là 5V 3A này, 12V 1.2A này, 12V 0.3A. Đấy, nó có 3 đầu ra nhá các bác. 5V 3A chỗ này. 12V 1.2A chỗ này và 12V 0.3A chỗ này. Đó, con này của Physotronic này, sản xuất tại Hàn Quốc. 60k con này. Đó, nó có cái băng dính dán ở đây nhá. Trông nó bẩn bẩn này, 3M luôn. Công ty người ta dán nhá. Một con. Con này của Cosel này. Sản xuất tại Nhật luôn này các bác này. Đó, 24V 6.5A. Đó, giá còn 24V 6.5 ra, giá em bán là 200k. Đó, trông hình thức cũ cũ xấu xấu nhưng mà hàng vẫn dùng ngon. 200k nhé. Con này là 24V 2A này, giá 50k này. Con này thì của Trung Quốc, 50k con này. Đó. Con này 12V 8.5A này. À, 12V 8.5A giá 150k nhé. Con này cũng của Miwell thôi. Đó. Con này em có hai con này. 24V 6.5A giá 200k. Con này là sản xuất tại Hàn Quốc này, Made in Korea nhé. Con này nó của Union Electrom này. Đó. Điện áp vào từ 90V đến 264V nhé các bác. Điện áp ra là 24V 6.2A. Đó, ghi nhầm là 6.5 nhé, của nó là 6.2. Đó, 200k một con. Tiếp theo quay sang bên này. Con nguồn này 700k này, à 750k này. Đó, 724V 40A nhé, 750k của Miwell này. Sản xuất tại Đài Loan này. Đó, 24V 40A, 750k con này, rất là đẹp nha các bác. Đó. Hai quạt tản nhiệt này. Đó. Còn tiếp theo là con này. 24V 62.5A giá 950k. Đây, điện áp vào 240V này. Điện áp ra 24V 62.5A sản xuất tại Đài Loan này. Của Miwell này. Đấy, đầu vào đây. Đầu ra đây. Đó. Đây là hai cái quạt. Hai quạt nhá các bác. Rất là đẹp. Đó. 950k. Đẹp gần như mới. Con này 12V 50A giá 600k. Đó. Quạt đây nhá các bác. Con này là của Physotronic này. Đó, cho các bác xem nhá, Physotronic này. Made in Korea. Điện áp vào từ 100 cho đến 240V. Điện áp ra là 12V 50A, Made in Korea, có logo của Hàn Quốc à. Đó. Quạt tản nhiệt đây nhá các bác. Giá con này em bán 600k. Này, cái này em còn khoảng độ gần chục con nữa là hết. Đó. Tiếp theo đến con này. Con này này các bác này, 24V 41.7A giá 800k. Cũng của Miwell, cũng sản xuất tại Đài Loan. Điện áp vào cũng từ 100 cho đến 240V, đồng điện áp ra là 24V 41.7A. Đó, quạt tản nhiệt ở đây. Đầu vào đây. Đó, giá 800k con này. Đó. Tiếp theo quay sang bên này. Sang bên này em giới thiệu đến cho các bác một ít nhựa này. Nhựa này các bác này. Đó, cái tờ này nó bị kích thước là 15 x 6 x 3 nhé. Giá 15k một viên. Đấy, chiều này là 15 này. Chiều này là 6 này. Chiều này là 3 phân nhé các bác. Đó, do chỗ giữa này nó hồi hơn này. Chỗ giữa này là 3 phân rưỡi nhé. Đấy, nó gồ gồ lên như thế này nhé. Giá bán 15k một cục. Em có 3 màu xanh này.
đỏ này và vàng. Bác nào lấy đằng nào thì báo em nhé. Cái này thì em có nhiều lắm, có vài tạ. Tiếp tục sang bên này, em có một khóa này là gen 19 này. Khóa này bằng inox 36 nha các bác. Gen này là gen 19 đó, inox 36 này, 1000 PSI đó, nó ghi 1000 PSI. Này là gen 19 này các bác này. Đó. Giá em bán là 100k một con nhé các bác. Thế còn cái loại này thì là 120 này. À đây, em giới thiệu cho các bác cái loại này. À đâu nó vẫn thế nhá. Cái này thì nó bị bung cái nắp ra này. Cái này của nó, cái nắp này nó bung ra. Nó vẫn là khóa đấy thôi. Đấy, vẫn là khóa đấy thôi, nhưng nó bung mất một cái nắp này. Em tưởng khác đó. Loại thứ hai em giới thiệu đến cho các bác cái loại này. 120k này, cũng bằng inox 316 này. Đó. Cũng bằng inox 316. Và đang giới thiệu dở cái khóa này nhé. Cái này nó gọi là khóa trong khóa nhé các bác. Cái này cũng là gen 19 này, bằng inox 316. Em gọi thế nhé, chứ không phải là tên nó thế đâu. Đó, bằng inox 316 này các bác ạ. Nó do nó bóng quá nhé các bác, rất là khó nhìn. Em phải nghiêng đi này các bác mới nhìn được nhé. Đó. Đấy, lý do làm sao em gọi là khóa trong khóa thì đây. Em để thế này nhé các bác. Đây nó nguyên bản là nó có một cái lẫy cài vào nhưng mà do nó mất rồi. Đấy, đâm ra là em cắm cái này vào. Đấy, cắm này vào thì vặn bình thường nhé các bác. Đấy, vặn bình thường. Đó. Cái cục này của nó là cũng bằng inox luôn nhé các bác. Đấy. Nhưng mà khi rút cái này ra này. Đấy, rút cái này ra là không vặn được nữa nhé các bác. Đấy, các bác lại phải cắm một cái nó như kiểu tương tự như này vào này. Nó làm nhiệm vụ nó đẩy cái lẫy ở đây ở dưới này lên nhé các bác. Đó, các bác nhìn thấy cái lẫy chưa? Đó, khi các bác cắm này vào nó đẩy cái lẫy lên thì nó mở ra. Đó, nó mở ra thì mới lại xoáy được nhé các bác. Đấy. Giá em bán 120k một con này. Em có 1, 2, 3, 4 con. 5 con. Đó. Có 5 con thôi nhé các bác. Còn cái này này. 100k một cái đi. Cái này là cái vòi chia hơi nha các bác. Nó chia hơi lên chỗ này. Nó làm nhiệm vụ nó xoay như thế này nha các bác. Đấy, các bác cần hơi mà lên cái ổ xoay nào đó nhá thì các bác lấy con này. Đấy, cái ụ này chia hơi em lấy 100k một con này. Nó ăn nhau ở cái cốt chỗ này nha các bác. Đó. Hơi các bác cấp vào đây. Nó phun lên đây nha các bác. Đó. Hoặc là các bác là phun nước nó quay được. Đấy. Rất là hay. Đó, 100k một cái này. Cái này 100k này. Đó, xi lanh to tùng ngã ngửa nha các bác. 100k một con xi lanh này. Hàng này là hàng của thằng nào đây em còn chưa biết. SMC à. SMC luôn nhá. Đó. Thông số của nó ghi ở đây này các bác ạ. Đó. 1.0 MVA. Con này ti khá là lớn nhé các bác. 3 ti. Ti này là ti phân mấy đây? Phân 6 nhé các bác. Ti rất là lớn. Cái ti ở giữa này thì là một phân. Hành trình của nó đây. Hành trình thì em đo như này là nó không chính xác rồi. Con này hành trình chắc 2 phân nữa các bác. Đó, nó khoảng độ 2 phân nhé. Tại vì nó đến cái chỗ này thôi này. Đó. Đấy. Hành trình 2 phân. Con này 100k. Con này của Kogenei này, Made in Japan luôn. Con này hành trình chắc cũng khoảng độ 2 phân. Con này cũng 3 ti. Giá 60k một con nhé. Con này ti này là ti 8 ly rồi, còn ti ở giữa này là 6 ly. Đó, giá 60k con này. Đó. Sang bên này. Sang bên này này. Những cái này em bán 100k 8 cái nhé các bác. Đó, vệ sinh đi thì nó đẹp như thế này. Đấy, em có một đống như thế này vệ sinh rồi này các bác này. Nó đẹp dã man như thế này nhé các bác. Đó, vệ sinh đi thì nó đẹp như thế này. Đấy, khả năng là bác nào lấy thì em vệ sinh dần nhé. Đó, em sẽ vệ sinh đi cho các bác đẹp như thế này. 100k cho 8 cái. Dán giá để đâu.
chắc bà xã lại đóng mất cái dán giá rồi, công nhân lại đóng mất cái dán giá rồi. 100k cho 8 cái nhá, cái này là gen 21 nhá các bác. Cái này là gen 21. Đó. Cái này là 100k cho 3 cái như thế này này các bác này. Đó, 100k 3 cái như thế này, 3 cái như thế này 100k. Cái này thì vật liệu bằng gì em chưa biết nhé, tại vì cái 5 châm thì không hút. Cái này là gen 13. Đó. Đầu này là gen 13 nhé. Này chia đôi. 100k cho 3 cái thành 6. Cái này 120k một cái này. Đấy, các bác cứ nhìn thấy cái rổ này nó cứ vơi dần nhé. Chắc là em nghĩ đủ 3-4 video nữa là hết chỗ này. 120k một cái này, bác nào chụp cái đằng cong này đi. Để em xem còn đằng thẳng không nhá. Hết đằng thẳng rồi nhá các bác. Hết thẳng không? Hôm nay chỉ còn cong thôi. Hết thẳng rồi, chỉ còn cong thôi nhá các bác. Thì em cho các bác xem một cái nó nguyên bản là như thế này. Tháo trần trụi ra là nó như thế này nhá các bác. Đó. Gen này là gen 13 này. Gen 13. Cái này là của Đức nha các bác. Margin Jack Money đây này. Đó, Margin Jack Money ở đây. Đấy, gen 13. Nó có hai đầu van một chiều như này, nó đẩy nhau nhá các bác. Hai đầu van một chiều nó đẩy nhau. Đó. Khi mà các bác ấn vào cái này nó đẩy nhau, còn bình thường rút ra như này là cả hai đầu nó đều đóng. Đó, ấn vào này nó đẩy nhau nhá các bác. Đó, giá em bán 120k một cái, gần hết rồi nhá các bác. Mở cái lô này hết và còn tương đối lâu mới có. Tại vì cái lô máy nó kiểu nó có cái này ấy, thì chưa thấy tăm hơi đâu. Đó, quay sang đằng này nhá các bác. Những cái này này này, hôm nay em bán 100k thôi. Hôm qua bán 120k chả bác nào mua. Hôm nay em bán 100k một con, cái này cũng 100k một con này. Nó to đùng ngã ngửa nhá. Các bác xem lại video ngày hôm qua, em test em review khá là kỹ, cái này 80k một cái này, em còn một cái này. Đó. Một bộ chân máy này vẫn còn này các bác này. Một bộ bánh xe này, giảm giá xuống 1,1 triệu chưa ai mua này. Đó, bộ này thì 500 này. Đó, bộ này 500 này. Cái tay màn hình 250 em vứt vào đây này. Bộ chân máy này 700 này. Đó, thì sang đây em view cho các bác cái chỗ này. View cho các bác một tí cái chỗ này nữa là video cũng khá dài rồi nha các bác. Đây em view cho các bác cái này, hôm nay em lên lại mới về được một ít cái này nha các bác. Đó. Con này nó đang bị vỡ cái đầu này, thôi view bằng con này đi. Đấy, giao cho các bác những con này trước nhé. Cái này là đầu ống này là ống 16 này. Ống 16 nhá. Đó, nó sẽ ra 1, 2, 3, 4, 5, 6 này. Đấy, ra 6 đầu nhá. Con nào cũng ra 6 đầu, giá em bán là 250k một con. Đó, 250k một con này nhá. Đầu chia hơi bằng inox rất là đẹp. Đó, 250k một con. Tiếp theo em lên cho các bác cái trụ này này. Đó. Đây em lên cho các bác cái này nhá. Đó, hôm nay em về cái trượt trượt này. Đó. Cái này em đo kích thước nha các bác. Em đo kích thước một chút này. Cái này à, cái đế này của nó bằng sắt nha. Kích thước của nó là chiều này 18 này. Chiều này là 7 phân nha các bác. Hơn một chút. 7 phân nhá, hơn một, nó nặng lắm, đâm ra em lười cầm. 7 phân, em cầm cái này đi. Cầm chiều dày này 3 phân này các bác này. Bên dưới này nó còn đủ 4 con ốc để hãm nha các bác. Đấy, 4 con ốc để hãm này. Đó. Đây tháo rời được nha các bác, tháo rời được này. Cái thép trắng. Còn cái ti này. Ti này em kẹp cho các bác nha. Ti này là ti 20, à, ti 20. Đó, thế là bây giờ em đo xong rồi nhá các bác. Bây giờ em sẽ đo hành trình này. Hành trình con này không tính lò xo nhé. Nếu mà các bác bỏ lò xo đi, hành trình được 19,5 cm. Đó, con bọ này nó dài. Con bọ này nó dài đây. Nó dài khoảng độ 8 cm nhé. Con bọ này nó dài khoảng độ 8 cm này. Đó, bọ này dài 8 cm. Bọ trượt này. Đó, nó có hai con lò xo này. Nếu mà các bác ấn để cho lò xo nó kịch xuống thì nó chiếm mất khoảng độ 1,5 phân. Đó, 1,5 phân đến 2 phân nha các bác. Đây. Đó.
nó có lò xo nó đẩy lên nhé. Các bác mà không thích thì các bác có thể tháo lò xo bỏ đi. Và nó cao tổng thể đây, cao tổng thể là 32 phân nhé các bác, 32 phân. Bề ngang của nó này, bề ngang chỗ này là 16 phân này, bề ngang chỗ này là 3 phân. Nó có một cái này nữa ở đây nữa này, đó, con ốc này. Giá em bán là 270k một cái này nhé các bác, 270k một cái này, đó. Tiếp theo cái trụ này em bán 600k này, đó. Trụ này em bán 600k nhé, nó có ba cái để chỉnh này. Cái này là chỉnh lên xuống này, đó. Cái này là chỉnh sang phải sang trái này, còn cái này là chỉnh ra vào, đó. Về thì cái này nó hơi két két, nó hơi rít rít một tí nhá. Về các bác tháo ra vệ sinh lại thì mới dùng được nhá. Thì dùng nó mới trơn được, chứ như này là nó không trơn tru đâu. Cái này em bảo thẳng luôn. Đó, đồ này là đồ của Trung Quốc này. Đồ Trung Quốc mà để lâu rồi nó không được xịn lắm. Kích thước em đo cho các bác này. Nó cao tổng cộng là 37 đến 38 cm nhé. Cái chỗ này thì nó là 20,5 này. Thì trừ cái này đi 9,5 này thì nó có hành trình cái chỗ này là được 11 cm. Hành trình chỗ này được 11 nhé. Hành trình chỗ này thì nó được khoảng độ phần rưỡi thôi. Đó, hai cái chỗ này ra vào nhé, ra vào mới lại sang phải sang trái được một phần rưỡi thôi, còn lên xuống này được khoảng độ 11-12 phân. Đó, giá bán 600k. Đó, còn cái gì cũng không nhờ, còn cái gì để giới thiệu cho các bác nốt nhờ. Còn cái gì nhỉ? Đây, còn mấy cái lồng nhôm này các bác này. 200k một cái nhá. Cái này là 220k, cái này là 260 này. Cái này là hai cái này giống nhau nhưng cái này nó có quai, cái này không có quai. Đó. Thế thôi, video của em giới thiệu đến đây thôi nhá các bác. Ngoài ra vẫn còn những cái con này nữa này. Hai con bơm của Nhật này. Một con bơm dầu 1,5 kW này, hàng của Nhật nhé các bác. Một cái trụ này giá 950k này, một cái trụ dập này. Một con này 1 triệu này các bác này. Đó, đó là cái sản phẩm. Cái này thì em test rất là nhiều, em bán rất là nhiều rồi, hôm nay em không test nữa, giới thiệu thôi. Đó, còn bây giờ video của em đến đây là kết thúc rồi nhá. Em các bác mua hàng thì liên hệ với em qua cái số Zalo ở trên này. Thì cũng thông báo luôn các bác, hàng bên em bán là nó chưa bao gồm phí ship nhé. Cái nào em bao ship thì em báo bao ship. Đó. Thế còn tất cả là hàng bên em là bán, báo giá ở trên video là chưa bao gồm phí ship. Đó. Các bác phải trả tiền ship nhé. Ship bên em thì là 3 cân đầu thì là 30.000 và những cân tiếp theo là mỗi cân là 5.000 nhé các bác. Đó, đó là tổng hợp những cái gì mà em giới thiệu đến cho các bác. Và bây giờ là em chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở video ngày mai.